Rồi, ok. Rồi khoan khoan, để mày đứng này mày đứng nha. Khoan nha, mày đứng này mày đứng nha. Chưa, chưa. Ok. 1, 2, 3, go. Chưa. Rồi, 1, 2, rồi đi rồi, tới đây. Ngước đầu lên, đúng rồi. Ngước lên, đúng rồi. Ngước lên. You don't have to swim. Rồi bây giờ con kia nhà qua kia cho bà Hương coi nha. Một. Con nhớ ngước đầu bình thường rồi lấy nước nha. Một, hai, ba, go. Ngước lên. Thở. Thở. Đi. Cái gì vậy? Sao không thở? Ngước đầu vẫn thở. Rồi, giờ, lại đây nha. Ngước đầu lên, thả họng ra uống nước. Go. Ngước lên. Yeah. Được không? Được không? Được không? Rồi, qua đây. Không chơi đó hả? Ok. Giờ this is a monkey walk. Giỏi chưa? Chỗ tài đó đó, chỗ tài đó. Biết ngước đầu, giờ biết ngước đầu khỏe rồi. Hồi đó mà chưa ngước đầu thì còn chưa bơi, chứ giờ biết ngước đầu là bơi phải luôn rồi đó. Hả? She will swim very easily because she's happy in the water. Yeah, she's no fear. Okay, now you're gonna show him this. Oh. Rồi bây giờ show trong cái này nha. Let me do. Rồi nhớ lặn xuống sâu nha. How you go swim through? Okay. Yeah. Con này nó show off dữ lắm. Giỏi quá. Bây giờ nào, now next. Pick this up from the water, okay? Yeah, at the bottom. Steady. Ready, steady, go. Go. Good job. Good job. Good job. Very good. Chưa tới tháng rồi mà ngon lành rồi đó. Giờ là phải về là phải kêu là không có cho học level 4 nữa, cho lên level 7 luôn đi. Very good. Khỏi cần đi học nữa. Đi học bơi rồi. Mỗi giờ mua cái nhà đỡ tôi kia học bơi. Go. Go. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Dữ ta ơi. Quá giỏi. Chứ nãy giờ nó ngồi, sáng giờ nó ngồi không, nó chán, giờ nó muốn ra bơi. Thôi nào nữa. Mua thôi trong đó đó hả? Dạ, bằng sắt. Con nói thì Quynh không mua cái bằng gỗ. Thì Quynh nói cái này là lifetime luôn. Thì bởi vậy con nói tại sao để cái này ngoài trời nó xét thì sao được, Quỳnh nó không xét. Có ai biết con thích cái bà bằng giống như nó mình làm bằng mây á, bằng mây nó chéo 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 lại đó. Không đi bộ nữa con. Dạ, không đi bộ, ship tới nhà. Quá dỗ luôn, bên này bờ quá. Ok, cô cứ ra ngoài lấy đi. Dạ rồi, con cầm đi, con gọi. Cảm ơn cô chú. Thank you very much. No problem. Ok, okay. She's gonna show you one more, okay? One more. Chào chị nha. Wow. Dạ, dạ, dạ. Đúng anh không có làm không? Dạ không, có đây em ớt. You're a good swimmer. Really good. Again, deeper. Ready, go. Deeper.
You need my help? Và nè, you need my help. Okay, okay. Nhìn ra, you see it? 2, 3. Giỏi quá, trời giỏi. You see it? No? Good job. Yeah, I got a fish. You got a fish. Yay! And now where's the baby from? All right, let's go. They got fish to go. People to see. Flower arrangement was Malaya. Uh-huh. I'll keep it to the top. Yeah. Uncle Daddy! Okay, sorry. That's a very nice fish. No, inside. Very nice. Oh, now you can get it. You know, arrangement there. Yeah. Now you can get it. Sao cũng dữ? Nhiều quá rồi, cô để trên cái nhà đó, cô giờ lấy. Ok. Để cho con, để cho con thử coi đẹp không? Đẹp lắm. Dạ. Two fish. Đang biết trong chỗ một cái hoa lan nhỏ xíu, trước cái chỗ welcome đó, cái đó sống. Thấy cháu ạ? Để cô đưa cho con cái đẹp nha. Dạ, dạ. Trời, đang dữ quá trời, dữ luôn trời. Ok, let's go. Ok, bye bye. Bye bye. Ngay chỗ gần cái thùng rác màu xanh á. You got any questions, just call. No, I don't. Thank you. Okay. Bye bye. 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 Yeah, bye. Chơi ba chị. Bye bye chưa? Bye. À, nó nấu rồi bà Hương ơi. Bà Hương ra đây. Ra đây nha. Rồi. Bây giờ cô chú con chay nó bơi từ cái hồ này qua cái hồ kia luôn nha. Đây nè, từ đây nè, bơi qua tới kia luôn cho cô chú coi nha. Một, hai, ba, bốn. Ê, sao đổ hướng rồi? Sao đổ hướng? Trời ơi, cái chân dữ quá. Trời ơi, dữ ghê. Trời ơi. Mom, let's do it again. Nữa hả? Let's do it together. Ok. A challenge. Challenge hả? Ok, mẹ với con phải không? Ok. Rồi chút nha, rồi đứng đây nha, đứng yên đây. Oh God, bless you, đứng yên đây, đứng sát vô. Đúng rồi, 1, 2, 3, vô. Ôi trời, nhanh quá. Oh. Ai thắng? Con thắng hả? Ok, giờ bơi lại kia. Sợ. I love you, Bingo. I love you, Bingo. Đó, bữa nay là mẹ với chay có cameraman là bà Hương nha cô chú nha. Bà Hương đây nè, cô Hương. Gì vậy? Trời ơi. Rồi, ra đây, bơi ra đây. Bơi ra đây. Bơi ra đây. Không có được, không có cầm cái thành đó. Mom, mất gì quá. Không, mất gì quá, gì nữa. Rồi. Rồi bây giờ bơi vô nha. 1, 2. Hay gì? Hay gì ta ơi, con chú ơi, chay biết bơi rồi. Nữa hả? Rồi, con lặn xuống lấy đi, lặn xuống lấy nó đi. Đây nè. Giờ lặn xuống lấy này đi. Trời ơi, cù bắp. Rồi bây giờ nhìn xuống. Thấy nó chưa? 1. Được chưa? Chưa được luôn hả? Cù bắp dữ trời. Okay. Rồi let me do it. Rồi, rồi đây. Okay, nhảy xuống. Con nhảy xuống hả? Không. Chứ sao? I'm scared. Sao lấy? Rồi lấy cái đó. Mạnh lên nha. Không được đâu. Phải có mẹ lên mới được. Let me do it again. You want to try it again? Rồi, thử lần nữa đây.
Rồi thử lần cuối cùng nha. Ok. Rồi lần last time nha. Phải lấy được cái chưa. Mạnh vô. Mạnh vô. Giỏi. Giỏi gì. Giỏi quá trời luôn. Bây giờ lấy cá đi. Ừ. Dạ. Cái này đi ha. Nhớ không? Ok. Ok, giờ mình phải đâu cho nó khó khó chút. Cái bữa trời giờ dễ quá, cái này dễ quá. Thì giờ làm sao cho nó khó khó chút ta. Giờ làm sao cho... Ok, bơi ra đây. Đó. Lên. 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 Hay ghê. Hả? Hay ghê. Ê, trời đổ xong luôn. Hay ghê. Nữa hả? Ôi trời. Cá đi chứ còn hết hết đồ chơi rồi. Hết rồi, ở trong đó hết rồi. There's nothing more. Bây giờ chơi này nha. Ok, nhưng mà con á, con phải lặn cho thiệt sâu xuống. Ok, rồi. Ok, chăm đây nè, chăm đây nè. Cái này cho má mình kia nắng lắm. Rồi, chăm xuống nha. Bơi, bơi vô. Bơi vô kia. Bơi vô kia. Hay chưa? Rồi bây giờ nè. Không, đứng lên kia, đứng lên kia. Ok, bây giờ nè, để mày nói cho nghe nè. Nhảy, nhảy qua, đi thẳng vô trong kia luôn nha. Thẳng vô kia luôn. Hay ghê. Hả? You did it. Yeah. Hả? Sao? Giờ sao? Nữa không? Ủa? Slowly là gì? Slowly là gì? Con muốn cái áo phao hả? Cái con cá hả? Cái gì đây? Slowly nào đâu? Giỏi ghê rồi, nó cứu mẹ nó giỏi ghê. Tại sao cứu mẹ mà không đi bên nắng? Bên kia nắng quá không đi được, đi bên này hả? Hả? Ờ, con cứu mẹ vô, con cứu mẹ vô nè. Bây giờ con bơi, con cứu mẹ vô. Bơi cứu mẹ vô. Bơi cứu vô. Cứu vô. Cứu vô. Cứu vô. Cứu vô. Hay ghê. Hay quá. Rồi, lại xuống lấy đi. Mommy. Lại xuống lấy đi. Mommy, lại xuống lấy đi.
Bây giờ một lần con lặn con lấy hai tay luôn nha. Không được không? Hả? Bây giờ một lần mà con lấy hai tay luôn nha. Chưa. Rồi lấy hai tay luôn nha. Ok. Còn tự làm cơ mà. Rồi nhảy xuống lấy ba cái luôn. Một cửa xong lấy hai cái luôn. Rồi bây giờ lấy cái này hai tay luôn nha. Gì vậy? Almost. I see it. Almost. Ok, bây giờ lấy nha. I'll do it by myself. Oh, và tự làm luôn. Ok, tự làm. Giỏi ghê. Rồi, giờ tự làm nữa ha. Rồi còn cái cuối cùng, last one, I said right here, last one, cái cuối cùng nha, giỏi ghê, rồi khỏe râu, bơi được rồi, yeah, bơi lên mẹ nè, thôi không mù, đứng yên mày. Promise. Pinky promise. I will move. Hay ghê. Đó là mẹ hứa mày đừng có di chuyển phải không? À, mẹ đâu có di chuyển đâu thấy không? Mày giữ đúng lời hứa của mẹ thấy không? Giờ đi vô ha. Rồi vô đi. Ngước mặt lên. Trời giờ nó bơi được rồi, trời ơi. Ai vậy, con dây nó biết bơi ai trời ơi. Dữ rồi ta ơi. Mấy ba ngày à, ngày 21. Ngày 21 chưa có bơi. Bơi là bơi ngày à. Trời mới có, chưa có tới 3 tầng luôn á. Trời. Phải tới ngày 21 tháng 4 mới là 1 tháng chứ. Chưa tới 1 tháng luôn á. Vậy đỡ tốn tiền bơi quá trời ơi. Quá đỡ tốn tiền bơi luôn á. Oh wow, rồi lấy đi. Mày đứng đây. Đúng. Không lấy được gì hả? Tên con tự muốn tự làm không? Rồi tự làm đi, mai mà mày giúp con. Không được luôn hả? Bơi vô. Trời ơi, giỏi quá trời ơi. Nó giỏi ghê. Không phải gì luôn hả? Nè, nó nằm dưới chân mẹ nè. Ê, bây giờ nè, bây giờ khoan. Bây giờ chơi cái này mới được nè. Đứng lên. 1, 2, 3. Chưa. 1, 2, 3. Đẹp. Nữa không? Không nữa hả? Ok, được rồi. Ok. Cậu giờ khỏi đẩy luôn này. Hay ghê. Ok, khoan, bây giờ con đứng đây đi. Mẹ ngồi đây, con nhảy vào đầu mẹ. Ok. Nhảy qua nghe. Bà Hương quay cho kỹ nha bà Hương. Nhìn nè. Giỏi ghê. Chứ có chung bao giờ gì nè. Ok. Bây giờ nè.
nhẹ quá. Hay ghê. Có mấy cô coi TV á mà thấy con trai nó bơi á mà cổ lên thân sông luôn. Cổ nói cổ gọi thổi cho Việt Nam luôn á. Cổ nói là nấu con Ngọc là không có cho em bơi vậy nè. Sợ nó nhảy đụng mấy cái cạnh này nè. Nhận đầu nhỏ. Nhận đầu nhỏ mà tôi lên thân sông luôn. Rồi đi. Con thích cái kiểu thiết kế của cái hồ này ghê luôn á. Con thấy biết bao nhiêu cái hồ bơi rồi không mà không. Đâu có cái bể này ha, không có bể này. Rồi. Không đa số là đều không có cái bể này hết. Không có hồ bơi này, cái này chỉ có cái đường bước xuống ngồi trên số này là xong. Bể này nó quá là tốt cho mấy đứa nít nhỏ cũng ngồi được. Mình xuống mình ngâm cái chân mình. Mấy đứa không biết chưa biết đi cũng ngồi được. Đúng rồi. Đa số là mấy người đó phải ngồi dưới bậc này. Còn cái này quá tiện lợi. Nóng nha. Ủa chứ tự nhiên qua đó nhảy gì? Nó nắng. Rồi bước qua. Ok. Chị thì you wanna do the flip? You wanna flip? Ok, nữa này. Nóng nha. Bây giờ nè, đứng sát vô đây, đúng rồi. 1, 2. Yeah. Chơi nữa không? Được không? Hả? Thì sao? Không tắm nữa hả? Mệt rồi hả? You want the goggles? Không mà thật sự mà bơi mà đeo kiến bơi này á nó thoải mái. Nó thoải mái hơn là mình ở thoải mái cho mình ở dưới nước thôi. Theo chưa? Ok. Thấy à? Không mù. Pinky promise. Ok. Rồi sao rồi con làm gì? Để làm gì? Rồi, hay ghê. Ồ, flip nữa hả? Ok, rồi đứng đây flip. Ok, đứng rồi không? Rồi, ok. Bà Hương quay chỉ khúc này nó làm nha bà Hương nha. Dữ lắm á. Xích ra. Rồi, làm đi. Ngọc sao nó nổi mấy cái ô này lên. Đâu. Đâu có gì đâu. Đâu không gì. Nữa hả? Flip đâu, flip. Bộ cái đầu xuống. Lỗn đầu xuống, đây mày làm cho. Lỗn đầu giống mà nãy mày lỗn con á. Rồi bước ra đây. Bước cái chân ra phần nữa đây. Nữa, bước nữa. Quay. Không. Xí. Thấy không? Thấy luôn, thấy hết luôn. Quá giỏi. Mày thấy con giang hai cái tay ra vô gì nè. Ồ. Bơi nữa không? Bơi nữa không? You been silly? Khùng quá chơi rồi. Đeo đàng hoàng. Đeo đàng hoàng. Mày đứng lên mẹ nhảy cái nữa nè. Chưa nha. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Gì? Ok. Rồi bà Hương bấm tắt đi, bà Hương. Bấm tắt đi.